Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trắng đêm hy vọng. Cuộc sống ở xóm nghèo Châu Kiều đang yên bình, thì bỗng nhiên em Nguyễn Thị Bích Ngọc mất tích một cách bí hiểm. Dân làng đổ xô đi tìm, người trên bờ, kẻ mò dưới sông, cả xóm trắng đêm với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy em. Sau gần 24 giờ tìm kiếm, khoảng 18 giờ 30 phút, thi hài cô gái xấu số được phát hiện cách nhà khoảng 500 mét. Anh Nguyễn Tài Tuấn, thôn Châu Kiều, hàng xóm và cũng là một trong những người tham gia vớt thi hài, nói: nghe tin Ngọc bị đối tượng gần nhà đến hành hạ, bắt đi, chúng tôi chia nhau đi tìm. Suy đoán em có thể bị sát hại, phi tang thi hài xuống sông nên chúng tôi ngụp lặn tìm kiếm trong vô vọng. Khi tôi đang tìm kiếm dọc bờ sông Tĩnh thì thấy bóng trắng mờ mờ. Trấn tĩnh một lúc, tôi vội vàng nhảy xuống thì vớt được Ngọc lên. Ngọc bị sát hại trong tình trạng lõa lồ, hai tay bị buộc chặt phía trước bởi chiếc áo lót, thật thương tâm. Bên bàn thờ con, bà Phạm Thị Lan, mẹ Ngọc gào khóc trong nỗi đau đớn tột độ. Bà vẫn luôn miệng trách mình sao không có mặt kịp thời lúc con gái cần mẹ nhất. Giọng khàn đặc, bà nghẹn ngào kể lại: hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố cháu phải đi làm thợ xây tận Hải Phòng. Nhà có hai anh em, anh trai Ngọc vừa mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đang đi làm ngoài Hà Nội. Ở nhà còn hai mẹ con, do nhà bên cạnh bờ sông, hàng xóm lại cách xa nên tối tôi không dám đi đâu. Vào khoảng 6 giờ chiều, do đã đến kỳ trả lãi sinh viên, bà Lan vay tiền ngân hàng cho con trai ăn học nên tôi tranh thủ đi vay ít tiền về để trả. Lúc đó cháu Ngọc đang nấu cơm. Khoảng 30 phút sau, mặc dù chưa vay đủ tiền nhưng ruột gan tôi nóng như lửa nên tôi vội đạp xe về nhà. Gần đến nhà, tôi gặp anh Trịnh Thế Lý, công an viên thôn. Anh Lý nói cháu Ngọc điện báo cho anh là có thằng Tuấn Anh gần nhà sàm sỡ, quấy nhiễu cháu. Linh tính có chuyện chẳng lành, về đến nhà tôi thấy chiếc kính cận của cháu bị vỡ, đôi dép của cháu cùng chiếc đèn pin nằm dưới đất. Tôi kêu cứu rồi cùng mọi người đi tìm cháu nhưng không thấy. Ai ngờ con tôi lại thiệt mạng một cách thương tâm như vậy. Bi kịch cuộc đời của tên sát nhân. Theo người dân ở đây thì tên Tuấn Anh là kẻ có cuộc sống hết sức lệch lạc, chuyên ăn trộm vặt, trong đó có trộm đồ lót của phụ nữ. Có người còn thấy hắn bỏ cả đồ lót phụ nữ vào miệng nhai. Tuấn Anh rất hay đi rình phụ nữ tắm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhận định nạn nhân Ngọc đã bị sát hại, bị giở trò và dìm xuống nước. Sáng ngày hôm sau, chỉ sau gần 20 giờ phát hiện ra thi hài nạn nhân, cơ quan điều tra đã bắt Lê Tuấn Anh khi tên này đang lẩn trốn tại xã Quảng Đức, Quảng Xương, Thanh Hóa. Sau khi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, trình bày về nguyên nhân gây án, Tuấn Anh trả lời do đã có tình cảm với em Bích Ngọc từ khi còn học cùng cấp 2, nên trong buổi tối khi nhìn thấy người trong mộng, y đã không kìm nén được cảm xúc. Trước kia Tuấn Anh đã một vài lần tỏ tình với Ngọc nhưng luôn bị từ chối. Tuy đã bị khước từ nhưng Tuấn Anh vẫn ôm một giấc mộng đến ngày nào đó sẽ có được Ngọc. Tuấn Anh là một thanh niên mới lớn, chưa bước qua tuổi 18 nhưng có nhiều tai tiếng trong làng về tội trộm cắp và thói quái đản, nên Ngọc thường tỏ thái độ gay gắt, bức xúc mỗi lần chạm mặt. Kể về cuộc sống của mình, Tuấn Anh khai: y được sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng nghèo khó, là một đứa con ngoài gia thú. Từ nhỏ Tuấn Anh đã thiếu sự dạy bảo của gia đình, không biết mặt bố là ai, cũng chẳng có được sự quan tâm đúng mực. Nên khi còn nhỏ tuổi, Tuấn Anh đã làm quen với nhiều thói hư, tật xấu. Vì gia đình quá nghèo, thiếu thốn đủ thứ nên Tuấn Anh đã đi ăn trộm của hàng xóm láng giềng lúc mới còn là học sinh tiểu học. Bắt mấy con gà, con vịt, buồng chuối, quả bưởi, lâu dần cái tính trộm cắp tắt mắt ăn nhập vào tâm lý, biến Tuấn Anh thành một kẻ vô giáo dục. Không ít lần bị người làng bắt được khi đang động thủ, nhưng gia đình Tuấn Anh cũng chẳng lấy làm xấu hổ. Cứ như vậy, cuộc sống tự do,
đã dẫn lối Tuấn Anh vào con đường nhơ nhớp, tội lỗi chẳng thể cứu vãn được. Học hết cấp 2, trong khi các bạn bè đều thi đậu lên cấp 3 để tiếp tục đèn sách, thì Tuấn Anh lại nghỉ ở nhà. Bản thân vốn đã là một học sinh yếu kém, đã chán ngán sách vở từ rất lâu, nên khi được nghỉ học, cậu thiếu niên mới lớn này cảm thấy vô cùng thích thú. Đến tuổi dậy thì, trong khi những bạn khác vùi đầu vào sách vở, thì Tuấn Anh đã biết đến phim nóng, những thú chơi của người lớn. Tâm sinh lý thay đổi lại không được định hướng rõ ràng, nên gã trai trẻ này bắt đầu tìm đến những thứ có thể đáp ứng được nhu cầu của mình. Trong một lần cách đây đã hơn 3 năm, buổi xế chiều mùa đông, khi đi chơi về qua nhà hàng xóm, thấy cô con dâu mới cưới của gia đình đó cầm quần áo ra cách chòi cạnh ao để tắm, Tuấn Anh đã nảy sinh ý đồ đen tối. Nhảy qua bờ tường rào, lẻn đi theo lối tường sát ao. Vì chiều mùa đông tối sớm nên không ai phát hiện ra Tuấn Anh. Mò vào tận cánh cửa của chòi tắm, lần đầu tiên trong đời Tuấn Anh được nhìn thấy cơ thể của người phụ nữ, khiến tâm lý của y dạo dực vô cùng. Sau lần rình mò thành công đó, trong đầu Tuấn Anh bỗng nổi lên sự ham muốn đi xem phụ nữ tắm, liên tục tìm đến các nhà hàng xóm. Bất cứ già hay trẻ, cứ là phụ nữ là Tuấn Anh sẽ rình. Đi đêm lắm có ngày gặp ma, đã không ít lần Tuấn Anh bị bắt quả tang và bị mọi người làm cho bẽ mặt trước xóm làng. Nhưng cái tính đó chẳng hề biến mất trong gã trai trẻ này. Càng lớn lên, nhu cầu về chuyện ấy trong Tuấn Anh càng mạnh. Và trong buổi tối gặp mặt cô nữ sinh Bích Ngọc, những ham muốn vô độ đã trỗi dậy, không thể kìm chế được. Quá trình khai báo với cơ quan công an, Tuấn Anh còn khẳng định y bị ám ảnh bởi những vụ hình sự nghiêm trọng từng xảy ra mà báo đài đã đưa tin. Chính vì lẽ đó, khi gây án, y đã xuống tay hết sức tàn bạo với nạn nhân, mặc dù đây là cô gái mà trước đó đối tượng đã dành rất nhiều tình cảm. Theo nhận xét của một điều tra viên từng hỏi cung Tuấn Anh, đối tượng này có những biểu hiện bất thường về tâm lý. Dù đã gây ra tội ác, gây rợn, gieo rắc nỗi đau cho biết bao nhiêu người, nhưng đối tượng này không hề có biểu hiện ăn năn, hối cải. Có những biểu hiện lạ thường cả về hành động lẫn lời khai. Tuấn Anh thuộc dạng hung thủ dị mà lực lượng công an huyện Quảng Xương nói riêng và Thanh Hóa nói chung, theo như lời các trinh sát điều tra. Ngày 30 tháng 7, Tòa án Nhân dân tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Tuấn Anh. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Lê Tuấn Anh 18 năm tù giam. Không chấp nhận mức án này, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo và gia đình bị cáo cũng kháng cáo để giảm tội cho con trai. Cuối cùng, trong phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao xử y án 18 năm tù cho Lê Tuấn Anh và bồi thường cho gia đình bị hại số tiền trên 100 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Hồ sơ vụ án trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.